trò chơi trí tuệ không giúp con người thông minh hơn, các bài kiểm tra IQ không mang tính chất đánh giá tuyệt đối. Những kết luận này được tạp chí Medical đưa ra có thể khiến bạn ngạc nhiên vì chúng khác với những gì chúng ta từng biết. Tỷ lệ mắc bệnh Alzheimer và các hội chứng mất trí nhớ khác đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Trước thực tế này, một số công ty như Lumosity đã giới thiệu mô hình trò chơi trí tuệ được cho là hữu ích với não bộ. Các trò chơi này khá đơn giản, thường liên quan đến ghi nhớ từ hoặc đưa đối tượng tượng hình vào đúng vị trí, từ đó tạo ảnh hưởng tích cực đến trí nhớ và sự tập trung. Theo các chuyên gia, mặc dù giải pháp trên đúng về mặt lý thuyết, nhưng vẫn còn nhiều quan niệm sai lầm cho rằng trò chơi có thể cải thiện trí thông minh. Trò chơi trí tuệ được giới thiệu với cam kết giúp tăng cường khả năng ghi nhớ, tập trung và kỹ năng giải quyết nhiều công việc cùng lúc. Tuy nhiên, trên thực tế, đối với trí thông minh tổng thể ở con người thì những trò chơi này không có tác dụng. Trong nghiên cứu, tình nguyện viên được yêu cầu thực hiện một trong ba nhiệm vụ có độ khó khác nhau, bao gồm ghi nhớ đồ vật khi đang tiến hành nhiều nhiệm vụ phức tạp khác, nhắc lại đồ vật theo thứ tự mà họ nhìn thấy trước đó, hoặc tìm kiếm đồ vật đặc biệt trong nhóm. Kết quả cho thấy người tham gia hoàn thành nhiệm vụ ban đầu có dấu hiệu cải thiện trí nhớ làm việc. Tuy nhiên, khả năng giải quyết vấn đề mới, lý luận hay nhận dạng thì không thay đổi. Mối liên hệ giữa trí tuệ và bệnh thần kinh, John Nash, nhà bác học nổi tiếng người Mỹ, là một trong những nhà kinh tế học có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Với những cống hiến to lớn trong nhiều lĩnh vực, kinh tế thị trường, sinh học tiến hóa, trí tuệ nhân tạo. Nhưng John Nash là mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt. Một số người nổi tiếng khác trên thế giới cũng từng mắc chứng bệnh tâm thần, có thể kể đến như Abraham Lincoln, Isaac Newton và Ernest Hemingway. Nghiên cứu một loại gen có nhiệm vụ mã hóa protein kết nối canxi, gọi là NCS1, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng loại gen này cũng liên quan đến tính dẻo dai của khớp thần kinh. Một cách tình cờ, nghiên cứu đồng thời chỉ ra rằng sự tăng cường điều chỉnh của NCS1 có liên quan đến chứng tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực. Điều này có nghĩa rằng tính dẻo dai càng lớn, con người có thể thông minh hơn nhưng cũng có nguy cơ mắc bệnh tâm thần cao hơn. Trong một nghiên cứu khác vào năm 2005, các nhà khoa học nhận thấy những người làm bài kiểm tra toán học kết quả cao hơn thường có nhiều khả năng bị rối loạn lưỡng cực. Người thức đêm có thể thông minh hơn, không ít nghiên cứu đã được thực hiện và chứng minh tác hại của việc thức đêm ảnh hưởng từ ánh sáng của máy tính, TV hay đơn giản là thức khuya. Khi nhịp độ sinh học cảnh báo cho cơ thể cần được nghỉ ngơi thì điều gây cản trở đến một số quá trình sinh học trong cơ thể, nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường, ung thư, các bệnh vấn đề sinh sản do đó cũng sẽ cao hơn. Tuy nhiên, theo nghiên cứu vào năm 2009, vì các hoạt động chỉ diễn ra vào ban ngày và ban đêm là thời gian ngủ, nên những người có hoạt động vào ban đêm có thể sẽ thông minh hơn. Trong một nghiên cứu khác được tiến hành năm ngoái, các chuyên gia nhận thấy người thức đêm thường có điểm số cao hơn trong những bài tập kiểm tra lập luận quy nạp. Đây chỉ là một chỉ số đánh giá thông minh nói chung của người. Kiểm tra IQ không đánh giá hoàn toàn chính xác trí thông minh. Theo nghiên cứu với sự hỗ trợ về mặt ý tưởng của Canada vào năm 2012, trí thông minh đã được xác định bằng trí nhớ ngắn hạn, khả năng lý luận và ngôn ngữ của mỗi người. Những yếu tố này đều có tính độc lập và không thể xác định hoàn toàn bằng một bài kiểm tra IQ. Trong bài phỏng vấn với Scientific American, nhà tâm lý học George Snyder cho biết tính hiệu quả của bài kiểm tra IQ phụ thuộc vào những gì được kiểm tra. Đối với kỹ năng học tập, phương pháp kiểm tra IQ không có hiệu quả bởi khả năng này có thể chịu tác động từ cơ hội, khác biệt về văn hóa, gia đình hay tính cách của mỗi người.